Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian cho bản tin chuyển động ngày mới sáng nay thứ sáu ngày 9 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Thưa quý khán giả, 8 tháng đầu năm nay, Cà Mau có trên 460 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký trên 8.400 tỷ đồng. Bình quân vốn đăng ký 18,2 tỷ đồng một doanh nghiệp. Tính riêng trong tháng 8 năm nay có 43 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 218,7 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, giải thể tự nguyện 92 doanh nghiệp, tạm ngưng hoạt động 219 doanh nghiệp. Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, hỗ trợ phát triển các loại hình doanh nghiệp. Trong đó quan tâm đến các doanh nghiệp lớn có khả năng dẫn dắt và lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khôi phục, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh theo phương châm đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Do nguồn cung hạn chế nên một số cửa hàng trên địa bàn tỉnh Cà Mau thiếu xăng dầu để bán, thậm chí có một vài cửa hàng phải đóng cửa. Theo Sở Công Thương, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do các cửa hàng thiếu nguồn cung từ doanh nghiệp đầu mối, không có tình trạng cố tình găm hàng hay cố tình từ chối bán hàng cho người dân. Sở Công thương đã trực tiếp liên hệ với các thương nhân đầu mối lớn nhập khẩu xăng dầu có đại lý chi nhánh tại Cà Mau, phần lớn đều cho biết đang gặp khó khăn trong việc nhập xăng dầu do nguồn cung hạn chế. Sở Công thương cũng đề nghị các ngành địa phương theo dõi nắm chặt tình hình nguồn cung xăng dầu từ nay đến kỳ điều hành giá xăng dầu sắp tới để có hướng tháo gỡ khó khăn, không để bị động bất ngờ. Từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận hơn 190.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết. 72 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2021 thì số ca mắc tăng 4 lần, tử vong tăng 53 trường hợp. Để tích cực phòng bệnh cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh, Bộ Y tế khuyến cáo mạnh mẽ người dân cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau, đẩy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không vào đẻ trứng. Hàng tuần, thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn, thao rửa dụng cụ chứa nước dừa và nhỏ, lật ấp các dụng cụ không chứa nước, thay nước bình qua, bình bông, bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân chạng. Hàng tuần, loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho mũi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, giỏ dừa, mảnh lưu dở, lớp giỏ xe cũ, hốc tre, bẻ lá. Ngủ màng, mặc quần áo dài phòng mũi đốt ngay cả ban ngày, tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun quá chất phòng chống dịch. Khi bị sốt, đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Nam thanh niên mặc đồ đen, bịt kính mặt, cầm súng và bọc tiền chạy khỏi phòng giao dịch ngân hàng Việt Cơm Băng tại Biên Hòa, Đồng Nai vào chiều 8 tháng 9. Camera an ninh ghi hình khoảng 15 giờ, nam thanh niên để xe máy bên lề quốc lộ 51. Ngay sau đó đi bộ qua phòng giao dịch ngân hàng ở khu vực cổng khu công nghiệp Tam Phước, phía đối diện. Hắn vào trong, rút súng uy hiếp, buộc nhân viên ngân hàng đưa tiền. Một lúc sau, người dân thấy tên cướp chạy ra từ ngân hàng, cùng bọc tiền màu đen. Nhiều người hô quán, truy đuổi, hắn nổ súng thị uy, rồi chạy đến chỗ lấy xe máy, phóng về hướng huyện Long Thành. Bước đầu, Công an thành phố Biên Hòa cho biết ngân hàng bị cướp khoảng 600 triệu đồng. Quý vị thân mến, Tết Trung Thu truyền thống năm 2022 với nhiều hoạt động trưng bày tương tác tại các điểm di tích tại phố Bích Quả, Phùng Hưng, Hà Nội đang diễn ra thu hút đông đảo người dân đến tham gia. Không gian phố Bích Quả, Phùng Hưng rực rỡ cuốn hút với hàng trăm chiếc đèn lồng và những gian hàng đồ chơi đậm sắc màu Trung Thu xưa mặc dù mẫu mã hầu như không được thay đổi nhưng đồ chơi truyền thống vẫn là những biểu tượng đem lại màu sắc cho dịp tết thiếu nhi và tạo nên không khí đặc trưng của trung thu ngay giữa đời sống hiện đại với những người nghệ nhân dành gần trọn đời mình giữ nghề lan tỏa nghề như bà tuyến dường như còn vui gấp bội khi sản phẩm đồ chơi truyền thống đã giành được chỗ đứng của mình Nhà nước đã bây giờ và các trường học cũng đã mong muốn là tổ chức cho các học sinh về cái đồ chơi dân gian rất là nhiều. Cho nên là số lượng hàng thì nhiều lắm nhưng mà gia đình cũng nó làm thợ thủ công cho nên là làm cũng không được bao nhiêu nhưng mà cũng đã cố gắng hết sức. Mong muốn lan tỏa tình yêu di sản dân tộc đến với các em thiếu nhi, năm nay, Ban Quản lý Hồ Quảng Kiếm và Phố Cổ Hà Nội đã quy tụ gần 10 nghệ nhân làm đồ chơi dân gian trong không gian mở này. Hôm nay con đã được trải nghiệm làm đèn ông sao và được bà giới thiệu về những món đồ trung thu mà hồi xưa ông bà và bố mẹ con hay chơi. Con đã được trải nghiệm xem những đồ trung thu ạ. Và con thấy là nó rất là thú vị ạ. Lễ hội Trung thu truyền thống diễn ra từ nay đến hết ngày 10 tháng 9, tức là ngày 15 tháng 8 âm lịch, còn nhằm phát triển không gian văn hóa mang tính cộng đồng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và khách du lịch. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin chuyển động ngày mới sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.